Thì bài tiếp theo là mình học cái bài 22 là mình tính tổng n số nguyên được nhập từ bàn phím, và mình sử dụng cái phương pháp là mảng một chiều. Thì mình đã học cái bài 21 rồi, nhập vào mảng một chiều thì mình chèn các thư viện Optadio, Codio, Mac. Mình định nghĩa 100 biến ha, và mình sử dụng cái dòng lọc for để mình đọc các biến vào một mảng một chiều. Thì các bước này thì trong bài 21 mình làm rồi, thì qua bước 22 á, là bài 22 á, là chúng ta đi tính tổng cái n số nguyên này. Thì sau khi các em đã nhập xong á, thì các em đi tính tiến hành là có cái chỗ mà tổng các số nguyên, thì các em sử dụng một cái dòng lọc for giống như là nhập vậy đó. Rồi thì mình vẫn là for gì, in y bằng không, mình có n biến thì y nhỏ hơn n từ 0 tới n trừ 1 là n biến. Mình nhớ luôn cái chỉ số 0 nha, y cộng cộng. Thì để tính tổng n biến này á, thì mình thực toán mà tính tổng á, đầu tiên là mình khai báo một cái biến s. Tổng là mình cộng dồn, mình gán s bằng 0. Rồi sau đó là mình gán s sẽ bằng s cộng cho cái gì các em? Cộng cái gì? A gì? A. Rồi sau khi đã mình đã cộng xong như vậy đó, thì mình xuất kết quả ra màn hình. Tổng S bằng phần trăm D. Rồi mình xuất cái biến S ra. Rồi mình chạy demo lên, thì các em sau khi hoàn thành code, các em chạy lên, em debug lên. Ví dụ em nhập vào là 6 số 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thì khi đó mình cộng lại tổng giá trị của S là nó sẽ được 9. Thì với cách lưu trữ như vậy đó, thì các em sẽ làm bài là các em sẽ đếm xem là có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ khi mà mình nhập n phần tử từ bàn phím. Đó là cái bài tiếp theo mình làm đó. Các em code cái đoạn code này vô cho thầy, các em nào có lỗi thì nhắn thầy xin lỗi nha.